Đối với cái các cây thuộc cái dạng tiểu một cái cây gió lùa giống như cái cây kim quýt của anh Cường mình lên thì chúng ta có làm một cái kiểu khác. Thường gió lùa chúng ta thấy ở những cái vùng nó một là trống, nếu gió lùa chúng ta vừa làm cái cảnh như bên đấy, nếu gió lùa chúng ta làm một cái cảnh như bên đấy thì có chúng ta hiểu đó là cái vùng trống rất trống, thì nguyên tắc trống thì gió nó mới lùa mà. Nhưng một cái vùng, ở một cái vùng khác cũng có gió lùa nhiều, đó là vùng cao. Thì ban nay chúng ta đã làm bãi ở vùng thấp và trống rồi, thì bây giờ chúng ta thử làm đến một cái tiểu cảnh ở vùng cao thì xem sao. Thì cái tiểu cảnh ở vùng cao, để tạo lên được vùng cao, chúng ta đắp một cái mô đất hơi cao. Và nó không có mũi nhiều, để tạo nên cái độ hơi cao. Cũng theo nguyên tắc đó, chúng ta vẫn lấy đây mà tìm cái nào anh Cường? Cái này đúng không anh Cường? Phải trái của anh á, chiếc phải trái của anh cơ. Anh thấy mặt đây hơn đúng không? Anh chọn đúng rồi. Đấy. Nhiều khi mình hỏi khó nhau vậy. Thì chúng ta để làm một cái tiểu cảnh đối với cây gió lùa, chúng ta nên tạo nên một cái bãi đất nó hơi cao, và cái bãi này nè nó không có cái mũi đằng trước. Khi có cái mũi đằng trước á thì chúng ta sẽ thấy cái bãi này nó bị lại, nó không cao nữa. Thì vì gió lùa mà, gió lùa phải ở chỗ trống hoặc là chỗ cao. Cái chỗ trống anh ấy mới làm rồi, bây giờ mình làm thử cái chỗ cao thử xem sao. Theo mọi người cái độ cao như vậy có đủ hiểu là nó quá cao không? Có nghĩa là cao quá để cho nó có nhiều gió, hay là cần cao hơn? Không cao quá, nhưng chú nhận thấy cao hơn và ngửa ra. Ai nói cao hơn ngửa ra vậy? Em ạ. Hơi bị chuẩn. Nó phải ngửa ra mới tạo nên được cái lực giống như cái lực gió nó thổi. Chống lại chỉ cảnh. Chống lại gió. Nó không phải là chống lại mà nó hơi thiên theo cái chiều, đúng rồi. Hơi thiên theo cái chiều của gió thổi. Như vậy thống nhất chúng ta sẽ có khả năng là chúng ta sẽ làm cao hơn một tí. Bao vận chuyển. Tôi về tôi làm cục cảnh rồi, các ông xem. Đây là xem đó, nhiều là huynh các bạn xấu quá nổ lên. Đúng không? Đúng không? Ngửa nữa đúng không? Không, cái đuôi nó thì đứng như chụp mà. Cái phong của anh là cái cửa nó thổi lại cây nó lại bành ngang. Thổi lại cây, nếu ngửa nữa thì cái thân này nó thẳng mất rồi. Cái thân chính nó nghiêng đi. Còn cái tay nó có thể uốn ngang. Còn phải cắt bớt đi cây này là gốc phải bất cứ làm thế nào anh để nguyên cái dây sẵn của nó, dây sẵn của nó. Cái này bắt cây mạo kia. Anh vừa mua của đồng chí A thôi. Mua đầu người khác, mua cái chủ của nó. Mua cái xung của nó. Chúng ta nên tạo cái cây cho nó ở trên một cái vực, nó phải ở trên một cái đồi nó hơi cao một tí. Không nó gửi cây ra nó bị không ra thì mà không hiểu bọn hoàng lang nó chạy được gì mà nó bất ngờ. Và để tạo cho cái cây nó hơi tự nhiên chút xíu thì chúng ta uốn lại tí, tạo nên cho cái cây nó hơi. Em phải cắt cái này, anh Cường ơi em cắt nhá. Bấm cắt bớt đi, tối quá. Em sướng nhất á là cây của người khác. Em cắt thoải mái lắm. Thế là pháo em cũng phải mua em được đốt. Đúng. Sướng nhất là cây của người khác. Nó bắt được lại không có cốt mà không dám mà. Chưa hiểu gì cây cái kiếp của mấy. Mấy lần nên hỏi Vinh nó còn chối trời ơi. Anh lại vu oan cho em rồi. Cắt tập sướng nhất là cây của người khác. Tập cắt thầy mà gì đang đấy nó cây bắt được ghép đấy. Cái gì che lại đi.
Anh cắt nhiều quá, tối phải uống rượu nhiều rồi anh. Hẹn đi rồi. Đi không sợ. Đi thì cũng chả vấn đề gì, sợ nhất nó còn có một cảnh. Không đi hẳn nữa. Nó đi hẳn thì làm cái cầu để nuôi chim cũng đẹp. Đôi khuyên này đeo. Cái này xong tí nữa Vinh đặt tên nhá. Làm xong là cái này em chưa làm em có tên ngay rồi. À, em có thể sử dụng một cái tên bài hát luôn. Phong ba tình đời. Trong cách đặt tên của một tác phẩm, mọi người chú ý nhé, rất quan trọng. Khi một cái tác phẩm, một cái tên á, làm sao chúng ta đặt một cái là dù cái người không biết gì đọc vô là hiểu cái cảnh ngay. Cái cảnh không có gì tự nhiên đặt tên là Bát Tiên Du Xuân. À, Bát Tiên đâu? Hôm nọ cũng có người, có một người người ta đặt như vậy. Xong rồi không có Bát Tiên, cái người ta không biết trả lời sao thì anh mới chữa thẹn cho họ. Anh mới chữa thẹn cho họ là anh nói Bát Tiên, vì Bát Tiên Du Xuân thật sự đi chỗ này bay mất rồi. Mới ở đây xong đi mất rồi. Vinh bảo sao anh bán cho cái tượng Bát Tiên. Tôi đặt ở đấy bộ Bát Tiên luôn. Cái này theo nghĩ thường á, những cái tác phẩm mà gió lùa nên tìm những cái gì nó khắc khổ tí. Thí dụ như là ông câu cá nhưng mà phải mặc áo tơi. Hoặc một lão tiều phu phải đang gồng gánh trên một cái gánh vai thật nặng. Thì thế nó mới gọi là đúng nghĩa là phong ba tình đời. Thành thử cái tượng, cái phụ kiện đặt theo cái tiểu cảnh nó quan trọng lắm. Nó phải đúng với cái hoàn cảnh, cái bối cảnh của cái cảnh thì nó mới hay. Đang mà bão tố mày thổi sáo, đố nào mà đủ gan mà thổi sáo. Đánh cờ là kiểu. Đúng rồi, đặt cho cái tên gọi là không sợ bão. Bản lĩnh. Bác bảo cao lắm. Bộ đó đắt lắm, bộ đó không ai có đâu. Em anh rảnh anh sẽ biết tiếp là bộ Bát Tiên và bộ Thất Hiền. Riêng về bộ Bát Tiên của anh, cái kiểu của anh thì không ai có. Và cái bộ Thất Hiền thì lại càng không có. Hồi xưa nay người ta chỉ làm Bát Tiên thôi chứ người ta không làm Thất Hiền. Đúng rồi. Nhưng mà anh có cái bộ Thất Hiền. Thất Hiền mới là lạ. Cái tượng đẹp hay là những cái tượng nó từng chi tiết. Thí dụ như ông đánh cờ nhá. Hai ông đánh cờ, ông này bảo chiếu tướng. Hai ngón tay như vậy phải thấy được những cái khóe của cái tay như vậy. Thấy cái móng tay phải có cái ngấn của cái móng tay vậy. Thế mới gọi là chơi tượng. Còn nào? Thế ông kia bảo lên sĩ thì sao? Đây là một cái cảnh. Cái bãi nó cũng phải theo nguyên tắc như bên đấy. Nó làm gì thì làm cũng phải có cái co đầu tiên để tạo chiều sâu. Kể cả cái này là cái cảnh mà cái vách nó dựng. Thì để xây dựng cái vách nó dựng á, thì chúng ta phải cố gắng làm sao dựng được một cái vách dựng đầu tiên. Dựa vào kia thì chúng ta phải tạo nên được cái vách dựng để tạo nên cái cảnh cho nó thật là. Thì đầu tiên chúng ta phải tạo nên được cái mỏm đá nó theo cái kiểu giống như là cái cây đang ở trên một cái đồi rất là cao và gió rất là nhiều. Đây mọi người thấy chưa? Giống cái góc của cái bãi đá, nãy giờ anh đang giải thích đó chứ. Úp xuống nó cũng ngược chiều, không thể chọn được. Mình phải chọn cho nó phù hợp. Mình phải chọn cho nó phù hợp với cái ý tưởng của mình.
Thí dụ như anh chọn cái cục này nó đúng cái góc của cái này, nó hơi. Đây nè, mình nhìn nè, đây có cạnh bằng và đây có độ lài, thì đây có cạnh bằng, đây có độ lài, mình thay thế bằng cái góc này. Rõ ràng nó có cạnh bằng và nó có độ lài. Tương tự như vậy, đây một cái độ lài và cái cục hơi u u vuông vuông, chúng ta cũng tương tự tìm như vậy. Chân cao tí người, cao chân tí người, đấy đấy. Nếu mà anh một nếu mà anh phải đắp đất thì 3 tháng anh mới làm xong một cái tiểu cảnh. Tại vì cái đá của anh phải mài. Bình thường anh làm một cái tiểu cảnh 1 tháng thì nếu anh đắp đất nó phải mất 3 tháng. Cứ để tránh luôn. Anh thử trong đầu anh nó có sẵn hết rồi. Tương tự như vậy, chúng ta có chỗ này là có chỗ lõm. Chúng ta sẽ tìm để thiết kế chỗ lõm này. Em thích kết chỗ lõm đấy. Chỗ nào lõm là đa phần là anh em mình thích. Chỗ lồi lồi đẹp rồi. Thế mới mâu thuẫn. Lồi gì đấy, tạo nên sự thích cho cái sự lõm này. Và đây là chúng ta đã xong một cái cạnh của cái đằng trước. Nó mô tả được cái sự chênh vênh của một cái vách núi vực. Vừa đây ảnh hưởng nhiều không anh? Cái đỉnh nó cao hơn. Hai nguyên tắc khác nhau nhưng đều có tác dụng tạo ra chiều sâu và nâng cái chiều cao. Khi chúng ta không có cái gì so sánh thì chúng ta không biết nó là cao hay thấp. Nhưng mà có cái điểm để so sánh thì chúng ta sẽ biết. Và để tạo thêm sâu và thêm cao và thêm xa hơn nữa, chúng ta để một cục nhỏ hơn nữa, ở xa hơn. Sau cùng là chúng ta kết thúc cái bãi này bằng một cái kết thúc cái đường viền để ngăn nước bằng một cái bãi đá cho nó khác biệt đi những cái cục khác để tạo nên cái sự khác biệt trong cái tiểu cảnh. Và đây là một cái đường đã giáp kín, không nước không thể tràn vào bãi đất của chúng ta.